Xin chào, và đây là viên pin FDK với mã CR17450SE. Viên pin này có xuất xứ Nhật Bản, made in Japan. Hãng sản xuất là FDK Corporation sản xuất, xuất xứ tại Nhật Bản, vì thế được bảo hành 1 năm sử dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng An. Điện thế 3V và dòng 2500mAh. Đây là viên pin có kích thước khoảng 17mm x 45mm cho một viên và đã được đính đầu rắc cắm như hình như tay tôi đang chỉ vào đây. Đây rắc cắm màu nâu và dây đỏ đen. Tuy nhiên, đối với dòng pin CR17450SE này sẽ có nhiều loại rắc cắm khác nhau và chúng tôi có thể thay các loại rắc cắm phù hợp theo yêu cầu BOC của các nhà máy. Địa chỉ mua hàng 1165 Trận Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Giá ưu đãi cho khách mua số lượng nhiều và khách muốn mở làm đại lý. Điện thoại 0909 911 096 0903 352 340. Xin cảm ơn.